Chăm con sau sinh đang là vấn đề đau đầu và khó khăn nhất của hầu hết các mẹ bỉm sữa, bởi vì trong lúc mang thai đến khi mà sinh em bé, người mẹ mất rất nhiều sức. Chính vì vậy, sau khi sinh em bé, người mẹ dễ gặp tình trạng stress, trầm cảm. Vậy làm sao để vừa chăm em bé vừa có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất? Trong video này, mình xin đưa ra 7 mẹo dân gian mà ông bà ta đã áp dụng rất hiệu quả trong vấn đề đem bé từ bệnh viện về nhà. Mình hy vọng với video này sẽ giúp đỡ một phần nào đó các mẹ trong vấn đề chăm con sau sinh. 7 mẹo dân gian đó bao gồm: 1. Khi con đang ở bệnh viện, mẹ nhớ giữ xu đầu tiên của bé lại và buộc kỹ đem về nhà, treo ở đuôi giường dưới bóng điện. Mẹ nhờ một người nào đó mát tay nhẹ día ẵm bé từ bệnh viện về đến nhà. Và mẹ cũng được, mẹ có thể ẵm em bé về nhà và nhớ trong quá trình ẵm bé về không được ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mẹ dùng một chiếc khăn của bé, một cái khăn sữa của bé và bỏ dưới đầu giường, dưới chiếc giường nằm trong bệnh viện và nói: cái khó bỏ lại, cái dễ đem về. Và mẹ chuẩn bị thật nhiều tiền lẻ để khi đến cổng bệnh viện hoặc đến cổng ngã ba, ngã tư qua cầu, mẹ có thể vứt những đồng tiền lẻ đó. Rồi khi hai nữa, khi về đến nhà, mẹ hãy dùng chăn đá, trái dừa và vài củ kho đã chuẩn bị sẵn vào trong gầm giường. Và mẹ khoan hãy vội để bé lên giường ngay, mà hãy đặt bé nằm dưới đất trên một chiếc chiếu đã trải sẵn, hoặc là nắm cây chó đẻ đã được trải sẵn dưới nền nhà. 3. Khi bé khóc khuya tầm từ 11 giờ đến 3 giờ sáng, mẹ hãy nhờ một ai đó bứt một vài nhánh cây, vài lá cây ở cái giếng hôn, bỏ hôn và về vả vào miệng bé, vừa vả vừa nói: đồ khóc đêm, nam 7 lần, nữ 9 lần. Và làm như vậy liên tục trong 3 đêm. Sau khi làm xong, ngọn cỏ mình đem vứt ở ngã ba. 4. Khi bé khóc đêm, mẹ bồng con lên và quay đầu con vào hướng bức tường mà con nằm và húc đầu bé vào tường, húc nhẹ thôi mọi người, húc giả thôi đấy. Và vừa húc vừa nói: đâm cối cội chài, ngủ ngày cày đêm, đâm thêm cối nữa, ngủ đêm ta cày ngày, nam 7 lần, nữ 9 lần. Và làm lúc bé không quái khóc, lúc con hợp tác nhất nha mọi người, và làm bí mật lúc không có ai ở nhà. 5. Khi bé bị nấc cục, mẹ có thể dùng manh chiếu và cắn vào răng, nam 7 lần, nữ 9 lần, và dán vào trán bé và nói: chống cái mất cục con gái hoặc con trai của mẹ. 6. Khi bé khóc hồi dỗ không nín, mẹ hãy dùng lá trầu không và giả nhuyễn, lấy nước đó thoa toàn thân của bé. Một lát sau bé sẽ cảm thấy dễ chịu và sẽ nín khóc. 7. Khi bé ị đêm, canh giờ đêm lúc bé ị, hãy lấy chiếc tã con vừa ị xong, mẹ quấn lại cầm ở tay, rồi lau ở chỗ con nằm, vừa lau vừa đạp cao, cà chiếu ngày, cà chiếu đêm, ị ngày, đừng ị ban đêm. Và nam thì 7 lần, nữ 9 lần. Ông bà ta có câu: có thừa, có thiên, có kiên, có lành, quả không sai đúng không các mẹ? Hy vọng rằng những mẹo dân gian của ông bà ta trên đây sẽ giúp các mẹ dễ dàng hơn trong việc chăm em bé. Và nếu các mẹ thấy hay và ý nghĩa thì hãy like và chia sẻ. Chúc các mẹ chăm con thật là nhàn nhã nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video khác nhé.